Trời ơi, ngồi thiền nữa ha. Ây chà. Trời ơi, con người sống công nhân bây giờ rất quy định đàng hoàng ha. Tối thì ngồi thiền, sáng cũng ngồi thiền ha. Ấy. Tí ơi. Tí. 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 Cái gì vậy? Làm gì la hết hồn lại à, tôi hiểu rồi, có việc làm rồi đúng không? Việc làm gì? Không có đoàn hát bội nhận vô làm đúng không? À sáng này là chơi có miếu nào hát buổi sáng hay sao quá trang sớm vậy? Nó chơi gì? Ủa phải vẽ hả? Vẽ gì ông nội? Nó gì múp rụp gì ra vậy? Cái gì múp rụp? Nó gì không hiểu vậy? Con mắt ông kìa. Anh tôi cho ông coi nha. Nha. À. Trời ơi, cái gì thế ghê vậy ông ba? À, quay quay bộ, bộ đó giờ ta đẹp lắm sao bữa nay mày mới thấy tao ghê. Quay quay đứng im. Cười cười tiếp đi. Hả? À, cười nhẹ nhẹ lắm. Cười mà con mắt mà từ từ coi. Đó. Ông coi tới coi. Lên. Cái gì bắt trời ơi, cái gì vậy? Hả? Con gì vậy? Con này nè, con áo cam nè, con cánh cam đó. Trời, ông bị cái gì mắt ông ghê quá vậy? Trời ơi. Nhan sắc của tao như vậy luôn hả? Trời đất ơi. Trời, cái kiểu này chắc gây lộn người lão người ta quýnh bầm hai mắt luôn. Trời ơi trời. Thằng ba. Ba nào? Thằng ba em tao. Nó hại tao. Mới ra nông nổi này nè. Trời ơi. Tao nhớ kìa.
ngày xưa là cái sự tích gì vậy? Ngũ tử tư một đêm thôi là đầu bạc trắng. À, ngủ không được hả? Một đêm suy nghĩ ra đầu bạc trắng mà mắc gì ngủ còn được. Tao một đêm thức trắng con mắt đen thui, mắc cái gì ngủ không được. Cái thằng ba nhà tao, tao nói trời ơi, từ cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ tao chưa thấy cái con người nào mà vừa ngái mà vừa mộng du. Trời đất ơi, hai bệnh vô chỗ luôn. Hai bệnh một chỗ luôn. Vậy nè, nó ngủ bên giường nó ngái. Nó ngái còn hơn trâu rống nữa. Ghê quá. Chưa đâu, nó ngái xong rồi nó bật về nó đi. Mà nó vừa đi nó vừa ngái nữa. Nó đi. Nó đứng ngay đầu giường tao, nó ngái luôn. Ông diễn tả giống cương thi quá. Thì đó, ghê thiệt luôn á. Trời ơi, tao nói tao sợ, vừa sợ mà vừa lo cho nó nữa. Sao ông không lấy cái gì ông dán miệng lại? Dán sao được, dán. Tao thấy vậy thôi tao tội nghiệp quá. Tao mới đè nó xuống nằm ngủ chung với tao luôn. Ông đè luôn hả? Quá, tao dìu nó lên trên giường cho nó ngủ. Trời đất ơi, nó ngái nguyên một đêm. Đâu rồi anh hai? Nay làm gì thức sớm chứ vậy anh hai? Thánh ngái nè. Ủa, anh Lợi mới qua chơi hả? Ừ, tao đi dục. Khỏe ha, ngủ đủ giấc tỉnh táo liền ha. Trời ơi, công nhận bữa nay qua phòng anh hai tôi ngủ một bữa nó đã gì đâu á. Đã ha. Trời ơi. Đó, y chang, thấy không? Đâu phải bình tôi ngỡ ngàng đâu. Ê. Gì nữa đi ba? Ông đừng có giỡn mặt với tôi ngang. Ông đừng thấy anh hai tôi nhỏ con vậy à, anh ăn hiếp anh hai tôi ngang. Tôi nói thiệt với ông, tôi chơi khô máu với ông luôn á. Gì giống con nội? Ông nhìn nè. Thấy rồi, thấy nãy giờ rồi. Nãy giờ gì? Ông nở lòng nào mà ông giọng hai mắt anh hai tôi vậy nè. Lộn khùng hả? Vô giọng ông kia ông nội. Thế sao vậy? Mày á? Tôi? Sao? Mày qua mày ngái nguyên một đêm luôn, tao có ngủ được đâu. Sáng ra hai con mắt tao gì luôn nè. Phải không? Mày với ai? Ngủ không được. Em thề với anh luôn á, anh Lợi. Nè, bộ cái tật chú em mà nói giờ ngái lắm sao không đi chữa bệnh đi. Ngái đâu mà ngái. Em thề với anh luôn, từ xưa tới giờ không bao giờ mà em ngủ em nghe em ngái luôn. Mày nghe mày ngái là mày quỷ chứ phải con người. Mày ngủ sao mày nghe được quỷ? Ủa, ngủ không nghe mày ngái được hả? Trời ơi. Cái con gì kêu ghê vậy? Cái con người á. Con nào? Tiếng ngái của mày á. Đúng. Em ngái vậy đó hả? Ngái thử lại coi. Ủa sao nào vậy không nghe ta? Bây giờ ngái thử, ngái sống luôn nè. Giống vậy không? Giống âm thanh này không? Phải đâu. Tao kêu mày ngái lại coi. Giống vậy không? Em thường thí dụ em ngáp. Ê, nó nghe nè. Gì? Mà bị ngái nè, mới nghĩ giải lao hả? Thúc đêm ngái hoài vậy nè. Ngái hơi thở mà sao nghĩ được. Bởi vậy, thương ông hai mày ghê luôn á. Trời ơi, nay tôi tiều tỉ quá anh hai. Vì sao anh hai? Rồi, ngủ nữa. Ủa? Anh Lợi có cách gì không anh Lợi? Có cách gì mà em bớt ngái không anh Lợi? Có. Có cách cho mày bớt ngái luôn. Vậy bớt hạ anh hai mà luôn. Chỉ em đi anh. Mày về nhà mày ngủ đi. Mỗi thằng ngủ phòng đỡ phiền. Thì hồi nào giờ em ngủ phòng em không hà. Mà sao mà chua ổng còn kia trong ngủ được vậy? Anh Lợi. Gì? Anh có cách nào anh chỉ cho em bớt ngái không? Chứ hoàn cảnh vậy em thương anh hai em quá. Có cách hết luôn chứ phải bớt nữa. Anh chỉ em đi. Mà phải chịu khó làm mới được nha. Được, em chịu khó được. Bây giờ như nè. Sao? Em kiếm bịch lông nào mà nó vừa cái đầu em. Có, nhà em bịch lông nhiều lắm. Lấy sợi dây thừng á. Châm vô. Châm vô. Xiết cái cần cổ thật kín. Xiết cứng luôn. Lỡ mình ngái không nghe. À, vậy là một lần là dứt. Một lần là dứt luôn. Hay thiệt, cảm ơn anh nha. Không bao giờ tái lại nữa. Ờ, đó anh hai. Vậy là hai anh em mình từ đây thì sao anh ngủ được rồi đó anh hai. Nhìn anh sơ sát vậy em đau lòng quá. Bây giờ cái cách mà anh Lợi chỉ để từ từ em làm em sẽ bỏ ngái anh hai. Bây giờ em kiếm bịch ni lông nè, em trùm cái đầu em lại, em lấy con dây thần á, em siết mạnh vô đây. Ủa anh hai, mà trùm lại rồi siết mạnh gì sao thở anh hai?
Đúng rồi, sức mạnh vô thở làm chi? Là mày chết á. Trời ơi, mày khùng quá hà, mày nghe nó chỉ. Cái chả nậu lợi này, tối ngày ông thầy ông phá đem được hoài à. Ông lợi, ngon chả lại đây. Tức mình ông à. Nó điện nè à. Linh quá. Anh nghe đi. Alo, alo. Ừ, nghe lại ơi. Tí hả? Ừ. Ủa, có con Tèo đâu không vậy? Tèo ngồi đây nè. Trời ơi, đưa tôi nói chuyện coi. Trời ơi, kìa vậy à. Anh nói đi, tôi quê ổng rồi tôi không nói đâu. Gặp mày bực bội rồi. Cái gì nữa vậy ông nội? Tèo hả? Gì vậy? Mà mày có xiết thì sợi thừng như cổ mày chưa? Ông chỉ tầm bậy tầm bạ xém chút nữa tôi lên đường rồi còn gì nữa. Nó nói giỡn bà ơi, tại vui quá nó giỡn thôi. Giỡn cái gì mà giỡn? Trước làm chết đó nha. Bây giờ tin tôi nè, tôi nói thiệt luôn á, bây giờ nó bắt đầu nghiêm túc nè, không có giỡn nữa nè. Cái bệnh của ông dễ trị lắm. Nãy về vô tình á, tôi moi cái di sản của ông cố nội để lại á, phát hiện cái cuốn sách trị ngái gia truyền. Ê, ông tính gạt tôi thêm lần nữa đúng không? Nó láo con ông á. Đâu yên đâu? Tâm đi, bây giờ nếu 1, 2, 3 thì tôi có bạc, tôi chỉ ông liền. Ông mới đem cuốn bí kíp qua đây tôi mới tin. Thôi. Giờ tôi đếm 1, 2, 3 mà ông không qua là ông chết nha. Ừ. 1, 2, 3. Đâu? Trời ơi. Thấy không, uy tín không? Uy tín quá. Làm như quỷ hiện hồn. Cái gì? Chân còn chạm đất. Mày qua đường nào hả? À? Mày đi may về gió. Trời ơi. Mà quan trọng cái chuyện tính sao bây giờ quan trọng vậy nè. Nãy tôi nói giỡn thôi. Tôi muốn giúp ông mà không biết cách. Nhưng bây giờ biết cách thiệt rồi. Thế hả? Đây nè, ông thấy không? À. Bí kíp trị ngái gia truyền. Hả? Cái này là bí kíp. Đó. Ông đừng gạt tôi nghe. Không tin đọc coi. Để tôi đọc tôi mới tin á. Cuốn nó được rồi, giúp nó được rồi. Ồ, chữ quyền bí không? Ủa? Hả? Cái chữ này đọc sao? Ông sao biết đọc được, cái người truyền lại chỉ tôi. Cái này cuốn cố để lại hả? Ừ. Mà chữ này là chữ gì vậy? À, chữ Hán vậy. Chữ nho gì hồi xưa. Chữ Hán xưa đó, ông cố nội tôi chỉ tôi mà tôi cũng nhớ cái mặt chữ thôi. Nhưng mà ông chỉ lâu tôi nhớ dài lắm. Nhưng mà ông nói gì trọng? Bây giờ muốn giúp không? Trời đó, người ta không biết, anh mới biết anh phải giúp em chứ. Chị giúp đi, cái này là chắc gia truyền á, chắc có thể hết. Mà anh biết đọc không? Biết. Vì muốn chị á, cũng dễ à. Thôi. Nhà có chiếu. Chiếu thì nhà tôi 2-3 chiếc kìa. Lấy chiếc nào mà không có nam nữ ngủ chung nha. Chưa từng ngủ nha. Chiếu mới ra. Chiếu mới 100% cho tôi. Có luôn một đôi luôn. Lấy ra. Đây, rồi lấy chiếu mới. Nhà này cái gì cũng có chứ điều kiện có. Là có chiếu là trị hết phải không? Có chiếu một lần là xong. Có liền. Hay lắm á, cái này gia truyền đó. Ừ. Rồi, đem chiếu ra. Từ, để tôi lựa chiếc chiếu mới. Ừ. Không có được bị là có người nằm lên rồi nha. Yên tâm. Không có được hiệu quả rồi đó. Đúng rồi. Đây. Chiếu bự nhất trong nhà nè. Cái này là phải tự tay bệnh nhân trải ra. Nó mới hiệu quả. Không có làm giùm không? Không làm giùm được. Ê, trải đi. Em trải. Ừ, em trải. Trải sao? Nope. Thường thường ngủ trải sao? Thì trải dài vậy nè. Cứ trải dài đó. À. Trải dài vậy hả? Nghe ngắn nha. Xong đó lại đẹp không? Từ, để đi. Quá, sáu, nằm xuống. Em nằm hả? Chẳng lẽ tôi nằm. Nằm xuống đi. Cái gì? Cái chữ này ông nội ông dặn sao quá người ta? Nằm. Xong chưa? Được rồi. Cái này tôi cũng biết mà. Ông đọc cho tôi chữ này coi. Quảnh chỉ đổ tiền thủng ra cho bá chú. Cháu đi nhậu nhậu ra. Quay đầu ra. Quay đầu ra ngoài. Quay đầu ra mới giống. Dạ hả? Quay đầu ra kiểm được hả? Ừ. Xong chưa? Dẫu đi chạy. Chú bời chạy chí cháu chứ chứ. Chị nói đi. Cái chữ này mà không được. Chí mà chậu. Chậu sao? Chậu. À, chính quẩy sợ ví dụ chín nhện giò đâu dầu nhậu chín giò quẩy nhện ngủ cũng có chín giò trò cháu quẩy lụt hết chưa anh hết chưa đang đông nữa ây dạ này hả chị gì mà chéo cái giò em giống con gà cúng em ngồi vậy không được nè ây dạ sao để cái giò nó vậy trời dạ, chả dạ, nó bốc bông gân đó bây giờ à,
rồi xíu nhỏ nhỏ 6-7 xong rồi. Hết chưa, hết chưa? Dạ dạ ba trong tay ra rồi sợ gì rồi trời chết trời trời Nam Bắc không quay lại quay lại quay lại quay lại cái đầu bên kia ngồi ngồi nè dạ. Ổn xin quá à, giờ bảy giờ cuốn ở giờ giờ Hoành Thánh à, cuốn lại như Hoành Thánh vậy đó, cuốn cuốn vô như Hoành Thánh. Ờ đó thôi Hoành Thánh à, Hoành Thánh à, ngộ ngộ chẩu 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 xuống sông à. Sông chưa nãy ơi gì vậy, gì vậy, đem mày phóng sanh à, ấy à, ôi gì vậy, làm gì bó con lại cứ ngát vậy. Anh hai nè, anh Lợi nè, hai anh á ỷ lớn phải không, bắt tay nhau để anh trả thù tôi phải không. Đừng nói quan chưa bắt tay, tự làm rồi bắt tay đằng nào cho đừng xạo, không bắt tay nha. Nó nghe rồi, về giờ quê quê anh của em đúng không, ở trả thù đi, tôi hết nhiệm vụ rồi. Chừng nào chữa bệnh nữa nói tôi qua chữa tiếp. Ê, anh về luôn đi, qua đây anh bại động không à. Đây chơi rồi cái này vui lắm nè, lại còn anh hai cũng vậy nữa. Ý lớn à, anh đang ép em không biết không chịu, anh đang ép em à. Mày gái tao ngủ không được rồi, mày khóc giống ác quỷ nữa rồi. Chắc là khỏi ngủ luôn á, tao đi chỗ khác quá à ba ơi, là ba. Nguyên, Vũ Nguyên, Nguyên, đưa cái mic lên thanh. Vừa vừa vay. Làm cái thằng gì? Làm cái thằng giấy.